chồng mất vợ và hai con sau một đêm đầu giờ chiều ngày 22 tháng 11, sau 10 tiếng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người chết. 19 căn nhà bị thiêu rụi, những người dân xã Minh Hưng, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước không ai bảo ai, đứng tụm lại trước căn nhà trọ chị Tú. Căn nhà trọ nhỏ nằm sát mặt đường quốc lộ 13 là nơi gia đình 4 người chị Tú sinh sống gần 3 năm nay. Chị làm nghề tóc, bán nước mía, còn anh Tuấn thì chạy xe về các vựa trái cây để lấy hàng. Đêm 21/11, như mọi lần anh Tuấn đi xe về miền Tây, nhưng đó cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy vợ và hai đứa con của mình. Hơn 4 giờ 30 phút sáng 22/11, chiếc xe bồn chở xăng sau khi va chạm với xe ba gác đã lao thẳng vào nhà chị Tú rồi bốc cháy. Và tất cả đã chết trong ngọn lửa kinh hoàng ấy. 4 người gia đình chị Tú vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nhận được tin nhà xảy ra cháy, anh Tuấn vội chạy về nhưng vẫn không kịp nhìn mặt vợ và các con lần cuối. Tiếng gào thét, nước nghẹn của người chồng mất vợ, cha mất con vang lên khiến những người có mặt tại hiện trường lúc đó chỉ biết cúi mặt xuống. Chiếc xe cấp cứu xuất hiện, anh Tuấn cùng vài người thân lên xe để đưa thi thể vợ con cùng người bạn của vợ về vùng quê nghèo ở Vĩnh Long để an táng. Chiếc xe dần lăn bánh về xã Chu Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, nơi cả 4 người nhà chị Tú và bạn chị sinh sống. Trước cái chết bất ngờ của 4 người chỉ sau một đêm khiến những người dân vùng quê nghèo ai nấy cũng xót xa. Mẹ mất, đứa con khờ 10 tuổi mồ côi cách nhà chị Tú khoảng 1 km là căn nhà nhỏ của chị Thắm, bạn chị Tú, nạn nhân tử vong trong vụ cháy xe bồn sáng 22/11. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, ly hôn chồng, một mình phải nuôi con nhỏ 10 tuổi nên chị Thắm gửi con cho ông bà ngoại để lên Bình Phước phụ chị Tú làm nghề tóc kiếm thêm thu nhập. Ngồi thẫn thờ ở góc nhà, ông Đào Văn Dê, 63 tuổi, cha chị Thắm, rưng rưng nước mắt, con gái tôi vừa mới từ quê lên nơi thuê trọ của vợ chồng chị Tú ở tỉnh Bình Phước được vài hôm thì gặp nạn. Theo ông Dê, chị Thắm sau khi ly hôn chồng, một mình phải làm lụng đủ nghề để gửi tiền về nuôi con. Giờ con gái của nó đã không còn gặp được mẹ nữa rồi. Có ai ngờ đâu, chỉ sau một đêm, đứa cháu ngoại khờ khạo của ông đã không còn nghe thấy tiếng mẹ gọi về mỗi tối. Sáng hôm qua, 22/11, tôi chuẩn bị đi làm thì nghe tin báo là con Thắm với ba mẹ con chị Tú đã chết cả rồi. Chiếc xe bồn chở xăng lật, tụi nó chết cháy, không một ai sống sót, anh TH, anh trai chị Thắm, đau đớn nói. Trước thảm cảnh xảy ra sau vụ tai nạn xe bồn chở xăng, vùng quê nghèo càng trở nên hiu hắt. Không ai bảo ai, những người hàng xóm lần lượt đến thắp nhang cho ba mẹ con chị Tú cùng chị Thắm. Về phía chính quyền địa phương cũng đã đến chia buồn, động viên hai hộ dân có thể vượt qua được nỗi đau và ổn định cuộc sống. Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 22/11, xe bồn chở xăng do tài xế Thạch Văn Phong điều khiển chạy trên quốc lộ 13. Hướng từ Trơn Thành về thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Khi đến địa phận xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành thì xe bồn này va chạm với xe ba gác chở nước đá do anh Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều. Trước cú tông bất ngờ, xe bồn lao qua bên kia đường, tông trúng trụ điện ven đường rồi sập tường nhà chị Tú, xăng đổ ra ngoài bốc cháy. Trong phút chốc, 19 căn nhà bị thiêu cháy, 6 người chết tại chỗ. Trong đó, có 4 nạn nhân là người dân tỉnh Vĩnh Long gồm ba mẹ con chị Tú cùng chị Thắm,